Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, cậu ấm Kiên Giang, con trai của ba X Nguyễn Tấn Dũng khó thoát. Ngay trước thềm Đại hội Đảng Bộ Kiên Giang và ngay vào lúc Trung ương Đảng khóa 12 đang chuẩn bị phê duyệt danh sách tân Trung ương cho Đại hội 13, mà cậu ấm Kiên Giang cùng với hơn 20 cán bộ cao cấp trong tỉnh bị Bộ Chính trị ra chỉ thị phải kiểm điểm những sai phạm về đất đai ở Phú Quốc, quả là tin chẳng tốt lành gì đối với gia đình nhà ba X Nguyễn Tấn Dũng. Sai phạm trong công tác quy hoạch quản lý và sử dụng đất đai là loại sai phạm mà hầu hết cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh, thành phố nào của Đảng cũng đều dính vào. Sự thực đó là lạm dụng quyền lực, tước đoạt quyền làm chủ của nhân dân để buôn bán sang nhượng đất đai, thu lợi bất chính. Đó là tội tham ô như đã xảy ra ở công trình khu đô thị mới Thủ Thiêm do tập đoàn tham nhũng Lê Thanh Hải đứng đầu. Tỉnh Kiên Giang, Giang Sơn của nhà ba X Nguyễn Tấn Dũng và con trai Nguyễn Thanh Nghị cũng không khác gì. Theo báo chí thì sau cuộc thanh tra của Thanh tra Chính phủ hôm đầu năm 2020 nhắm vào đám cán bộ tỉnh Kiên Giang, Thanh tra tỉnh cũng dựa vào đó để công bố danh sách 75 cán bộ từ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân trở xuống có bằng chứng vi phạm về đất đai trong thời gian cầm quyền. Trong số 12 Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thời kỳ 2011 đến năm 2017 có Nguyễn Thanh Nghị, hiện là Bí thư tỉnh ủy Kiên Giang, tất cả đều phải kiểm điểm, rút kinh nghiệm. Chuyện kiểm điểm này vào năm 2018, nhiều cán bộ ở tỉnh Kiên Giang cũng đã bị phải rút kinh nghiệm, nhưng sau đó không hiểu vì lý do gì mà bị chìm xuồng, vì Nguyễn Thanh Nghị không có tên trong lần kiểm điểm này. Kiên Giang là tỉnh huyện đảo Phú Quốc, mệnh danh là Hòn đảo Ngọc, là một trong ba vị trí đắc địa mà Đảng Cộng sản Việt Nam muốn ghép vào luật đặc khu năm 2018. Nhưng mưu sự bất thành do sự chống đối mãnh liệt của người dân không muốn Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc trở thành lãnh địa đầu cầu của Bắc Kinh trên con đường chinh phục Nam Á. Tuy phải rút lại dư luận đặc khu nhưng nhiều năm trước đây, cán bộ lãnh đạo tỉnh Kiên Giang thấy tiềm năng hái ra tiền của Phú Quốc với sòng bài quốc tế, khách sạn 5 sao, khu resort cao cấp và tất cả các dịch vụ phục vụ cho khách quốc tế và nội địa. Do đó mà tốc độ xây dựng của Phú Quốc gia tăng chưa từng thấy, và đó cũng là cơ hội cho các đầu sỏ Kiên Giang không bỏ qua các luật lệ về quy định hoạch và quản lý sử dụng đất đai. Họ thi nhau phá rừng, xẻ thịt đất công, chiếm dụng đất nông nghiệp, quyết tâm biến Phú Quốc thành thiên đàng làm giàu cho cán bộ. Không thể phủ nhận trong thời gian này, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Thanh Nghị đã đóng một vai trò rất quan trọng trong chính sách khai thác Phú Quốc vô pháp luật. Chuyện tung hoành ấy không lọt qua mắt được Tổng chủ Nguyễn Phú Trọng. Nhưng thanh tra tới thanh tra lui cũng chỉ đi đến một kết luận nhẹ nhàng, kiểm điểm, rút kinh nghiệm. Này trước thềm Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ còn mấy tháng nữa sẽ khai mạc. Có thể điệu nhạc kiểm điểm rút kinh nghiệm được tấu lại cho xôm cho, hay vì Đảng Bộ Kiên Giang sắp họp vào tháng 10 tới đây với thông tin khá nóng về việc ông Nghị bị kiểm điểm, chắc là tin không lành. Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Trần Cẩm Tú sẽ không bỏ qua cơ hội loại bỏ một phần quyền lực của Nguyễn Tấn Dũng ở xứ Kiên Giang. Nếu ông Trọng nhân nhượng và còn nể tình Nguyễn Tấn Dũng thì không cần truy tố Nguyễn Thanh Nghị, mà chỉ cần bị kiểm điểm hay có thể lãnh hình thức kỷ luật khiển trách, chắc chắn chức bí thư tỉnh ủy của Nghị sẽ mất trong tháng 10 này. Khi cậu ấm Nghị mất ghế bí thư trong Đại hội Đảng Bộ mà không vào được Trung ương khóa 13 thì coi như cậu ấm bị rớt đài, con đường tiến thân bế tắc. Nhiều phần Nghị sẽ được Đảng cử giữ một chức vụ tượng trưng nào đó, ngồi chơi xoay nước như Tất Thành Cang chờ ngày về hưu, hay chờ hình thức kỷ luật nào đó sau Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nếu không cam chịu số phận bị loại khỏi môi trường quyền lực, Nghị sẽ hợp tác với bà X Nguyễn Tấn Dũng, ra sức cùng với vây cánh còn sót lại để loại trừ phe nhóm Trọng ở Trung ương. Bằng một cách nào đó, cha con của cựu Thủ tướng ba X Nguyễn Tấn Dũng ủng hộ Nguyễn Xuân Phúc đứng ra tranh đoạt ghế Tổng Bí Thư với Nguyễn Phú Trọng để thay đổi cán cân quyền lực có lợi cho mình.
Điều này sẽ đẩy vây cánh của bà X Nguyễn Tân Dũng ra mặt công khai chống Trọng một mất một còn. Với bản chất con người của bà X Nguyễn Tân Dũng, vì tương lai của con trai Nguyễn Thanh Nghị và nhất là người con út Nguyễn Minh Chiết còn quá trẻ, bà X sẽ không chịu ngồi im như Nguyễn Văn Chi ở Đà Nẵng. Người ta còn nhớ vào cuối tháng 11 năm 2017, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh bị Trung ương lột hết mọi chức vụ vì dính líu trong vụ án Vũ Nhôm, trong khi người cha Nguyễn Văn Chi không có phản ứng nào đáng kể. Vì thế, càng lúc càng đi vào giai đoạn chót của trận chiến chạy đua vào khóa 13, không ai có thể đoán biết được nó sẽ kết thúc như thế nào. Ở một khía cạnh khác, đúng là chúng nó đánh nhau chỉ vì tranh nhau ăn đất, mà ăn nhiều quá phải nhổ ra thì khổ cho các cán bộ thật. Thưa quý vị và các bạn, thực ra thì Nguyễn Phú Trọng muốn đánh bà X từ rất lâu rồi, thậm chí còn muốn đốt lò bà X Nguyễn Tân Dũng. Nhưng thế và lực của Nguyễn Phú Trọng từ sau Đại hội 12 cho đến nay, kể cả hiện nay trên đỉnh cao quyền lực với hai chức ghế cao nhất ở Trung ương Bộ Chính trị, đó là Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước, nhưng thế và lực của Nguyễn Phú Trọng hiện tại vẫn chưa thể nào bóp được bà X Nguyễn Tân Dũng tan thành mây giật khói. Vì vậy, thực ra thì Nguyễn Phú Trọng rất hậm hực từ sau khi mà ở Đại hội 12 ông muốn tiêu diệt bà X Nguyễn Tân Dũng nhưng không thể nào mà tiêu diệt được, và đến bây giờ vẫn còn đang hậm hực và muốn tiêu diệt bà X Nguyễn Tân Dũng bằng mọi cách. Nhưng thế và lực của bà X Nguyễn Tân Dũng vẫn còn đang rất mạnh, và thế và lực của Nguyễn Phú Trọng thực sự vẫn chưa phải là đỉnh cao, cho nên vẫn chưa dám đụng đến bà X Nguyễn Tân Dũng. Phải chăng thì vụ rung cây dọa khỉ này đối với Nguyễn Thanh Nghị cũng chỉ là một đòn phép đánh cho vui mà thôi? Việc Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư tỉnh Kiên Giang bị kiểm điểm rút kinh nghiệm vì liên quan đến những sai phạm đất đai khi còn là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang chẳng khác gì ví dụ minh họa nỗ lực chỉnh đốn đảng và nỗ lực vờn nhau trong đảng. Trước thềm đại hội đảng 13 thì nhiều những đòn tung ra để dọa nạt lẫn nhau và hạ bệ lẫn nhau. Thanh tra tỉnh Kiên Giang vừa công bố thông báo kết quả thực hiện kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc xử lý những sai phạm đất đai theo kết luận của Thanh tra Chính phủ. Và theo đó thì có 2 cựu chủ tịch tỉnh, 6 cựu phó chủ tịch tỉnh, 6 thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh trong giai đoạn từ 2011 đến 2017 phải kiểm điểm rút kinh nghiệm. Ông Nghị là một trong 6 cựu phó chủ tịch tỉnh phải kiểm điểm rút kinh nghiệm. Ngoài những viên chức lãnh đạo chính quyền tỉnh Kiên Giang, còn có 40 viên chức từng làm việc tại các sở ngành Ủy ban Nhân dân huyện Hòn Đất, Kiên Lương, Châu Thành, Rồng Riêng phải kiểm điểm rút kinh nghiệm. Riêng tại Phú Quốc thì trong 21 viên chức phải kiểm điểm rút kinh nghiệm có 11 đã bị khiển trách và 5 đã bị cảnh cáo. Nói cách khác là tuy sai phạm đất đai từ năm 2011 đến năm 2017 ở Kiên Giang là sai phạm có hệ thống từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài và diễn ra trên phạm vi rất rộng tại 6 trên 15 đơn vị hành chính trực thuộc chính quyền của tỉnh và kéo dài suốt từ năm 2011, nhưng cứ nhìn vào thực trạng Phú Quốc, kết quả kiểm điểm rút kinh nghiệm tại Phú Quốc sẽ thấy được hệ thống công quyền ở Kiên Giang nghiêm túc đến mức độ nào. Chuyện hệ thống công quyền ở Kiên Giang phải kiểm điểm rút kinh nghiệm như thanh tra tỉnh Kiên Giang vừa loan báo bắt nguồn từ việc cuộc thanh tra kéo dài tới 2 năm, tháng 3 năm 2018 đến tháng 3 năm 2020 do thanh tra của chính phủ tiến hành nhằm kiểm tra về việc chấp hành pháp luật trong công tác quy hoạch quản lý sử dụng đất đai, quản lý và khai thác tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường từ năm 2011 đến năm 2017. Hồi tháng 4 vừa qua, Thanh tra Chính phủ đã công bố kết luận và xác định các xã ở Kiên Giang không lập quy hoạch, kế hoạch chi tiết về sử dụng đất như những tỉnh khác và các huyện không hề bận tâm. Tỉnh chậm điều chỉnh quy hoạch xây dựng phân khu chức năng trong khu kinh tế Phú Quốc nên Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Quốc giao đất cho thuê đất không đúng với chỉ tiêu sử dụng đất đã được Thủ tướng phê duyệt.
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ban Quản lý rừng phòng hộ Phú Quốc và Vườn Quốc gia Phú Quốc buông lỏng quản lý sử dụng rừng khiến cho rừng bị lấn chiếm trong một thời gian dài. Sở Tài nguyên và Môi trường cho phép tách 17.808 thửa đất nông nghiệp tại Phú Quốc trái pháp và cho nên việc chuyển nhượng đất nông nghiệp trở thành phức tạp. Lãnh đạo tỉnh lạm quyền khi phê duyệt đơn giá để thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với 16 dự án đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh xác nhận ưu đãi hỗ trợ đầu tư bổ sung cho một doanh nghiệp chưa đúng quy định nên phải truy thu 62 tỷ đồng. Sở Tài chính xác định sai giá đất với một doanh nghiệp khác nên phải truy thu 18 tỷ Việt Nam đồng. Theo thanh tra của chính phủ thì ngoài việc tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm, làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý nghiêm minh đối với các tập thể cá nhân có sai phạm, phải cương quyết thu hồi chủ trương đầu tư hoặc thu hồi dự án gắn với thu hồi quyền sử dụng đất đối với 43 dự án chậm triển khai, vi phạm pháp luật về đầu tư, trách nhiệm thực hiện tất cả những đề nghị ấy được chính phủ giao lại cho Kiên Giang thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, đối chiếu giữa kết luận của thanh tra chính phủ với báo cáo của thanh tra tỉnh Kiên Giang, báo chí Việt Nam đã đề nghị bà Đặng Tuyết Em, Phó Bí thư tỉnh Kiên Giang giải thích vì sao thanh tra của chính phủ yêu cầu xử lý nghiêm cán bộ sai phạm, nhưng báo cáo của thanh tra tỉnh Kiên Giang chỉ bị kiểm điểm, rút kinh nghiệm. Bà Em bảo rằng Ban Thường vụ tỉnh ủy Kiên Giang chưa nhận được báo cáo của thanh tra tỉnh. Cứ như lời của bà Em thì sau khi tập hợp kết quả xử lý các cơ quan đơn vị, thanh tra tỉnh Kiên Giang sẽ báo cáo thanh tra chính phủ và Ban Thường vụ tỉnh ủy. Nhưng Ban Thường vụ tỉnh ủy chưa có báo cáo. Thành ra nếu như thanh tra chính phủ có báo cáo thì tỉnh đợi Trung ương chỉ đạo thêm. Những diễn biến liên quan đến chuyện xử lý sai phạm đất ở Kiên Giang như vừa kể khiến cho người ta liên tưởng đến chuyện xử lý sai phạm đất đai ở Đà Nẵng. Sau khi dư luận râm ran một thời gian dài về việc quản lý sử dụng đất Đà Nẵng có nhiều biểu hiện không giống ở đâu cả, chính phủ chỉ định thanh tra cử người đến kiểm tra. Kết luận do thanh tra của chính phủ công bố hồi giữa năm 2013 khiến cho thiên hạ chưng hửng. Sai phạm đất đai ở Đà Nẵng gây thất thoát 3.434 tỷ Việt Nam đồng. Tuy nhiên vào thời điểm đó, ông Nguyễn Bá Thanh, cựu bí thư Đà Nẵng nhân vật phải chịu trách nhiệm chính về những sai phạm liên quan đến đất đai ấy, đang đảm nhiệm vai trò trưởng ban nội chính Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại một buổi gặp gỡ cử tri hồi hạ tuần tháng 6 năm 2013. Ông Thanh tuyên bố cả ông lẫn Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng không chấp nhận kết luận thanh tra chính phủ. Thành ủy Đà Nẵng đã báo cáo với chính Thủ tướng và thanh tra chính phủ đồng ý với quan điểm của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Và được biết, sau khi cuộc thanh tra đó thì ông Nguyễn Bá Thanh đã đem nguyên một cặp táp bìa đỏ đem ra ngoài Trung ương để hối lộ những người cao hơn ở ngoài Trung ương. Và sau đó thì vụ việc ở đây đã được chìm xuồng. Ngay sau đó, thanh tra chính phủ phát hành một thông báo khẳng định không có chuyện thanh tra chính phủ đồng ý với quan điểm nào khác của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng như ông Nguyễn Bá Thanh đã tuyên bố. Kết luận của thanh tra chính phủ về những vi phạm quản lý đất đai ở Đà Nẵng làm thất thoát thu ngân sách là có cơ sở pháp lý và đã được cán bộ ngành có liên quan như Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên Môi trường xem xét góp ý, đồng thời đã được Thủ tướng chuẩn y. Dù thanh tra chính phủ khẳng định chắc nịch như thế, nhưng sóng vẫn yên, biển vẫn lặng. Người ta vẫn tin rằng sở dĩ kết luận của thanh tra chính phủ giống như hòn đá liệng xuống ao bèo vì khi ấy, ông Nguyễn Bá Thanh đang giữ vai trò liên phong tiên phong trong việc giúp đảng tự chỉnh đốn. Thậm chí một số người còn tin vì ông Thanh thề hốt liền, không nói nhiều nên mới có vụ thanh tra sai phạm đất đai ở Đà Nẵng. Hai năm sau khi xảy ra bất đồng giữa thanh tra chính phủ với thành ủy thành phố Đà Nẵng, ông Thanh qua đời. Tính mạng của ông Trần Đại Quang, cựu Bộ trưởng Bộ Công an lúc bấy giờ, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam như chỉ mảnh treo chuông vì bạo bệnh Phan Văn Anh Vũ. Nhân vật từng chọc trời khuấy nước ở Đà Nẵng bị bắt, sai phạm đất đai ở Đà Nẵng được xới lại và trở thành đại án.
Đến lúc đó thì nhiều viên chức Đà Nẵng từng liên quan đến những sai phạm đất đai được Thanh tra Chính phủ nhận diện hồi năm 2013 mới bị khởi tố. Hai cựu chủ tịch, một cựu phó chủ tịch, rồi cựu chánh văn phòng thành ủy, cựu chánh văn phòng, phó văn phòng ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, cựu giám đốc, cựu phó giám đốc một số sở ban ngành bị tống giam, bị phạt tù. Ông Thanh đã bị các vụ án liên quan tới sai phạm đất đai ở Đà Nẵng phơi ra như chính phạm. Thưa quý vị và các bạn, xét cả về tính chất đến mức độ thì sai phạm đất đai ở Đà Nẵng không thay đổi, nhưng hồi năm 2013 không thành án vì ông Thanh là nhân tố tích cực trong tiến trình chỉnh đốn đảng. Và một điều quan trọng là một vali đầy ắp bìa đỏ đem ra biếu cấp trên ở ngoài Trung ương đã cho vụ này chìm xuông. Nhưng sau khi ông Thanh mất đi thì vụ này đã được sới lại. Đến năm 2018, những sai phạm này trở thành đại án vì đảng đổi ý, xác định đó là bằng chứng về việc đảng đang chỉnh đốn, bảo rằng chỉnh và đốn phụ thuộc hoàn toàn vào thời và thế, có lẽ là không ngoan. Điều này đang lặp lại ở xứ Kiên Giang. Hiện nay thì thế và lực của Nguyễn Phú Trọng hầu như là cao nhất, nhưng thế và lực của ba X Nguyễn Tấn Dũng thì cũng đang rất mạnh. Vì vậy mà Nguyễn Phú Trọng chưa dám lật kèo ba X Nguyễn Tấn Dũng vào lúc này. Và trong một tương lai không xa, nếu như mà ông Nguyễn Phú Trọng mà tiếp tục ngồi tiếp ở Đại hội 13 kế tiếp thì có lẽ Nguyễn Thanh Nghị, con của ba X Nguyễn Tấn Dũng, vào lò là một chuyện không có gì là khó. Bởi vì lúc đó thì thế lực của nhà ba X Nguyễn Tấn Dũng hầu như đã hao mòn gần hết, mà thế lực của Nguyễn Phú Trọng thì ngày càng lên cao. Và điều này đang lặp lại ở khu vực Kiên Giang. Và theo như báo thanh tra của tỉnh về xử lý sai phạm đất đai theo kết luận của thanh tra chính phủ, nhưng ban thường vụ tỉnh thì không biết gì. Thành ra cả ban thường vụ tỉnh ủy mới điềm nhiên ngồi chờ và Trung ương chỉ đạo thêm. Không phải tự nhiên mà báo giới nhấn nhá việc ông Nguyễn Thanh Nghị, trưởng Nam nhà ba X Nguyễn Tấn Dũng, cũng bị kiểm điểm rút kinh nghiệm trong đợt này. Chưa biết ở lần kiểm điểm rút kinh nghiệm này thì ông Nghị có bị gì hay không, có còn được giữ một chức trong Bộ Chính trị Trung ương đảng nhiệm kỳ tới hay không. Và ông Nghị đã từng bị bêu tên như Trịnh Xuân Thanh, Nguyễn Xuân Anh. Và nhìn vào cách đảng khai thác yếu tố sử dụng xe hơi nguồn gốc bất minh quá phận để chỉnh đốn Trịnh Xuân Thanh, Nguyễn Xuân Anh, người ta đã từng tưởng là tới lượt của Nguyễn Thanh Nghị. Tuy nhiên thì ông Nghị dùng chiếc Range Rover tang vật trong một vụ buôn lậu mà công an Kiên Giang tịch thu rồi biến thành xe công của ngành và để cho Nguyễn Thanh Nghị sử dụng. Và để sử dụng chẳng đi đến đâu, vì việc không hiểu tại sao đảng chấp nhận chuyện văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đề xuất lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang trả lại xe cho công an, không mượn nữa. Và cho đó là một điều hợp lý. Và năm 2013, khi mà thanh tra chính phủ từng nại cơ sở pháp lý và có ý kiến của bộ ngành có liên quan như Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên Môi trường, rồi Thủ tướng chuẩn y để bảo vệ kết luận về sai phạm đất đai ở Đà Nẵng, nhưng chẳng tới đâu. Và năm nay thì thanh tra chính phủ khẳng định các sai phạm đất đai ở Kiên Giang cần xử lý nghiêm, nhưng đa số các viên chức có liên quan từ trên xuống dưới ở Kiên Giang chỉ phải kiểm điểm rút kinh nghiệm. Nặng nhất là 16 viên chức ở huyện đảo Phú Quốc khiển trách và cảnh cáo. Không phải tự nhiên mà Đoàn Thuyết Em thay mặt cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang cho biết chờ Trung ương chỉ đạo và sẽ xem xét rồi tính nữa. Chắc chắn bà Phó Bí Thư không phải là người thiếu hiểu biết về tình thế. Dựa theo cách tường thuật của báo chí Việt Nam thì dường như báo cáo của Thanh tra tỉnh Kiên Giang là do Thanh tra Chính phủ cung cấp. Họ đang vờn nhau, chưa biết mèo nào cắn mỉu nào. Thưa quý vị và các bạn, các nhà lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam, các dư luận viên hay những người ủng hộ hoặc làm tay sai cho Đảng Cộng sản Việt Nam thường lớn tiếng nói rằng đa đảng là chưa phù hợp ở Việt Nam. Họ đưa ra lý do nếu như Việt Nam có đa đảng thì sẽ có một đảng nào đó bị Trung Quốc mua chuộc thì sẽ gây rối loạn cho đất nước. Và họ kết luận rằng Việt Nam nằm cạnh một nước lớn Trung Quốc nên chế độ đảng đa đảng là không phù hợp. Vậy lý luận của những người bênh vực cho chế độ Đảng Cộng sản có đúng hay không? Tôi sẽ phân tích về ưu điểm của chế độ đa đảng và phản động của chế độ Cộng sản Việt Nam để quý vị thấy rõ.
Trước hết chúng ta cùng xem các ưu điểm của đa đảng. Khi đa đảng thì hiển nhiên có hệ thống tam quyền phân lập, báo chí tư nhân tự do, truyền thông độc lập, và đó là cơ sở giám sát một thể chế chính trị dân chủ. Hệ thống tam quyền phân lập tự đưa ra, tạo ra sự cân bằng quyền lực, giám sát quyền lực lẫn nhau và giữa lập pháp, hành pháp và tư pháp. Đến lúc đó thì chính người dân mình cũng có quyền giám sát cán bộ lãnh đạo của mình. Và báo chí tự do hay truyền thông độc lập là một quyền lực thứ tư của nhân dân về giám sát hệ thống tam quyền phân lập và giám sát luôn các đảng phái chính trị. Đến lúc đó thì các Facebooker cũng là những người lên án chính những cán bộ sai phạm mà không bị bất cứ một thứ gì gọi là ràng buộc, cũng giống như là pháp luật răn đe, hoặc là bị bắt, hoặc là thế này thế khác. Và các đảng phái giám sát lẫn nhau, các đảng đối lập giám sát đảng cầm quyền, nhân dân và những trọng tài công bằng và khách quan nhất trong mỗi kỳ bầu cử để chọn ra người lãnh đạo đất nước, đảng cầm quyền. Và chắc chắn không còn có chuyện con ông cháu cha nắm các chức béo bở trong chính quyền. Việc tranh cử của các đảng phái chính trị, các ứng cử viên độc lập được diễn ra công khai và minh bạch trước sự giám sát của truyền thông, các cơ quan pháp luật và nhân dân. Không một cá nhân hay đảng chính trị nào có thể thao túng được chính trị của đất nước. Đó là một vài lợi điểm của chế độ chính trị đa đảng dân chủ. Trong chế độ chính trị độc đảng Cộng sản Việt Nam, tuy là một chế độ độc đảng, nhưng bên trong Đảng Cộng sản Việt Nam lại có hàng nghìn băng đảng mafia chính trị, phe nhóm lợi ích được hình thành và tồn tại từ cấp bộ chính trị, ban chấp hành trung ương, các bộ ngành, các địa phương từ cấp tỉnh tới thôn bản. Bởi vì các nhóm quan chức Cộng sản từ bộ chính trị tới các địa phương tranh giành quyền lực chính trị và lợi ích kinh tế với nhau trong bóng tối, quyết liệt với mọi thủ đoạn đê tiện và hèn hạ nhất, thậm chí có thể hạ sát lẫn nhau. Các băng đảng mafia chính trị, phe nhóm lợi ích, chúng cấu kết với nhau thành hàng dọc, theo hàng ngang từ trung ương cho đến địa phương để đấu đá với nhau trong bóng tối để tranh giành quyền lực chính trị và các nhóm lợi ích kinh tế. Trong bộ chính trị có gần 20 thành viên, nhưng đều là thủ lĩnh của những băng đảng mafia chính trị khác nhau trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Mỗi ủy viên bộ chính trị thì lại có đàn em nằm trong ban chấp hành trung ương, rồi chúng lần lượt nằm ở các bộ, các tỉnh, thành phố. Ở cấp tỉnh, cấp bộ cũng vậy, mỗi ủy viên đảng bộ ABCD đều có đàn em của các vụ, các sở, ban ngành. Tương tự như vậy thì cho tới cấp huyện, xã và thôn bản. Tượng trưng như nổi bật của chế độ Đảng Cộng sản Việt Nam là các cuộc đấu đá tranh giành quyền lực chính trị. Các lợi ích kinh tế đều diễn ra trong bóng tối, báo chí của chế độ không được biết và nếu có biết cũng không được phép đưa tin. Nhân dân càng không thể giám sát và đương nhiên không có quyền lựa chọn và quyết định người có tài năng đạo đức để phục vụ cho nhân dân. Trước đây, những kẻ thua cuộc trong cuộc đua tranh quyền lực chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam thường được nghỉ hưu khi sắp đến tuổi hoặc cho ngồi chơi xơi nước để chờ nghỉ hưu. Nhưng trong những nhiệm kỳ gần đây thì những kẻ thua cuộc sẽ phải vào lò, và với những bản án tới hàng chục năm hay chung thân như Đinh La Thăng, Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn. Vậy sự nguy hiểm của chế độ độc đảng Cộng sản Việt Nam với nhiều băng đảng mafia như thế nào? Thứ nhất là không có sự giám sát của nhân dân. Đảng đối lập và truyền thông độc lập nên Đảng Cộng sản Việt Nam dễ dàng bán lãnh thổ chủ quyền quốc gia cho Trung Cộng như Hiệp định Phân định Biên giới Việt-Trung năm 1999 do Lê Khả Phiêu ký, Hiệp định Phân Vịnh Bắc Bộ năm 2000, Hiệp định Qua lại Biên giới Thỏa thuận dẫn độ cũng do Lê Khả Phiêu ký. Thứ hai là các cuộc đấu đá tàn sát lẫn nhau trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ đưa những kẻ cơ hội bất tài, thủ đoạn độc ác lên nắm những quyền từ trung ương tới địa phương. Như vậy thì chúng tước đoạt đi mọi quyền và cơ hội của những người có tài năng và đạo đức. Thứ ba, những kẻ nắm giữ quyền lực dành quá nhiều thời gian để tính toán việc tham nhũng ăn chơi, đối phó với các đối thủ khác trong đảng, và nên chúng không còn thời gian để suy nghĩ tìm ra những giải pháp tốt nhất xây dựng và phát triển đất nước. Thứ tư,
Chúng đặt lợi ích của phe nhóm, của đảng, của chế độ cộng sản lên trên lợi ích của đất nước, của nhân dân. Chúng sẵn sàng hy sinh lợi ích của đất nước, của nhân dân vì lợi ích của đảng và chế độ. Ví dụ như chính sách đu dây ngoại giao hay chính sách 4-0. Thứ năm, để bảo đảm việc độc quyền cai trị tuyệt đối của đảng và chế độ cộng sản đối với đất nước và nhân dân thì chúng tước đoạt, trà đạp lên tất cả các quyền tự do dân chủ của nhân dân, đàn áp, sạch nhiễu, bắt cầm tù những người dám đứng lên đấu tranh cho nhân quyền và tự do dân chủ. Thứ sáu là tham nhũng là lý tưởng, mục đích, lẽ sống và bản chất của quan chức chế độ cộng sản Việt Nam, nên chúng tìm mọi cách để vơ vét nhiều nhất có thể để làm giàu và nuôi dưỡng bằng đảng, phe nhóm của chúng trong đảng. Tham nhũng của chế độ cộng sản Việt Nam làm mất đi ít nhất 30% nguồn lực quốc gia mỗi năm. Qua sự sánh và phân tích trên cho chúng ta thấy được xu thế tất yếu trong việc đấu tranh để chuyển đổi từ chế độ độc đảng cộng sản lạc hậu, phản động sang một chế thể chế dân chủ đa đảng văn minh. Đó là tính ưu việt ở Việt Nam. Mọi vấn đề đều nằm trong tay quyền quyết định của một đại đa số người dân, đặc biệt là tuổi trẻ Việt Nam. Chúng ta không thể thụ động ngồi chờ vào sự đấu tranh hy sinh của một vài người, vài tổ chức khi mà toàn thể thế hệ trẻ Việt Nam không hiểu được nghĩa vụ trách nhiệm của mình với đất nước, với tương lai của chính mình và mong muốn, khao khát được thể hiện tài năng của bản thân. Chúng ta sẽ cùng nhau đoàn kết hợp tác đứng lên cùng đấu tranh thay đổi đất nước. Chắc chắn chúng ta sẽ thành công. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.